Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Bà Nguyễn Phương Hằng quyết tâm kiện Antifan, sẽ bán đất vài trăm tỷ đồng thuê vài chục luật sư để kiện Antifan. Trước đây vợ ông Dũng Lò Vôi đã bỏ ra 1 tỷ đồng nhờ người tìm ra nick vô thường, vì nickname này thường xuyên đăng bài nói xấu bà Hằng và người này đã gửi lại 500 triệu đồng để bà Hằng làm từ thiện. Tài khoản này còn đăng đàn cảm ơn bà Phương Hằng rất nhiều. Được biết bà chủ Đại Nam sẵn sàng chi cả ngàn tỷ đồng để làm từ thiện thì có thấm gì đâu so với mấy trăm tỷ dùng để thuê luật sư. Một cư dân mạng cho hay mỗi lần bà Hằng livestream là cả gia đình mình, có cả ba và mẹ của mình bỏ luôn chương trình thời sự để theo dõi bà Hằng. Mong rằng chuyện này nhanh chóng kết thúc để mọi người có cuộc sống bình thường như trước, để còn làm ăn nữa. Thông tin bà Hằng kiện Antifan ra tòa đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Hàng chục người đón xem khi bà Hằng livestream. Những ngày qua CDM đang rất quan tâm đến số tiền 13 tỷ đồng vì không biết Hoài Linh đã chuyển đến người dân vùng lũ hay chưa. Tối qua xuất hiện hình ảnh nam danh hài Hoài Linh đã chuyển số tiền 14 tỷ đồng đến đồng bào miền Trung. Nhưng theo bài viết của một tài khoản có tên là Hoàng Tùng chia sẻ như sau. Khi nhận được thông tin tôi nghi ngờ vì mã giao dịch đã bị chỉnh sửa. Vì theo thứ tự mã giao dịch của VCB vào tháng 12 năm 2020 có 9 số bắt đầu là 9X. Hiện nay là 10 số bắt đầu là 11X. Nhưng đã bị thay đổi mã một cách tinh vi. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.